Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thí sinh tiếp theo là một gương mặt của bảng A, chú Vũ Văn Quảng, 70 tuổi, đến từ Hải Phòng, mã số 01. Tôi đam mê tiếng hát từ nhỏ, luôn luôn nó thúc trong lòng tớ một cái cháy bỏng. Chính vì thế mà trong cả một quá trình khoảng trẻ của tớ, tớ tham gia văn nghệ quần chúng, đi lên bằng văn nghệ quần chúng, rồi đi hát xung kích trong quân đội. Một đợt sát hạch, tớ được anh em cử đi, và đồng thời cũng chúng được đi cử đi học thanh nhạc nước ngoài đấy. Nhưng vì điều kiện gia đình quá khó khăn, tớ phải đành bỏ, và đồng thời bươn trải trong cuộc sống chính của bản thân mình. Mà cái khao khát của mình bây giờ mình được thực tế là được trải nghiệm, để kiểm định mình xem tiếng hát của mình năm nay ở cái tuổi này xem còn đạt được như thế nào hay không. Mà cái đam mê đó được thể hiện trong tiếng hát này. Thưa quý vị, năm nay là 70 tuổi nhưng mà thời thanh xuân như sống lại ngay trên sân khấu bây giờ. Quý vị hãy yêu thích và bình chọn 01 gửi đến tổng đài 8534 quý vị nhé.